Sao vậy anh? Cẩn thận chút chứ. Mấy cái này nó rỉ sét á, có gì phải chích ngừa đó nha. Xong rồi. Em thấy sao? Trời, anh làm thì phải được rồi. Chắc chắn quá ha. Anh, vô chổng thứ ba đi, không thôi trễ. Ba, giờ con với anh Hiếu á, qua bên nhà bển. Rồi cơm á thì con nấu sẵn dưới bếp rồi. Tới trưa ba ăn một mình á, ba đừng có buồn nha. Nè. Dạ. Lâu lâu mới qua bển, có gì thì phụ giúp một tay đi, chứ đừng có ăn xong rồi bỏ đi te rẹt, người ta cười chết. Con biết rồi, ba nè. Dạ, vậy con về bển chút xíu nha ba. À, ba ăn gì không chịu con về con mua luôn cho ba. Thôi khỏi con, nhà có cơm rồi. Dạ, vậy thưa ba con đi. Ba viết gì vậy? Ba làm đơn cho mấy nhỏ trong xóm để nó xin vô xí nghiệp nó làm đó mà. Vậy con đi nha ba. Thưa ba, dạ, con đi. Thưa ba con đi. Mận, con coi con má con làm gì lục đục chỗ bàn thờ vậy? Dạ, chắc má đang thắp nhang cho anh Nghĩa má hai. Thưa má hai con mới về. Dạ, con chào má hai. Dạ, thưa chị Mận em mới về. Dạ, anh này. Trời đất ơi, má hai kêu hai đứa về ăn một bữa ngon lành, má hai chiêu đãi. Vậy mà đi đem trái cây, đem bông hoa, tụi bay làm quá như đi ăn đám giỗ không bằng vậy. Dạ má ơi, tụi con phải hùng chút xíu mới dám ăn chứ má. Đúng rồi, giả bộ hùng chút xíu ăn xong mình gom đồ về không ai nói. Trời ăn kỳ quá vừa sợ gì đó. Nói chứ con đem bông với trái cây qua cũng thằng Nghĩa. Tối hôm qua ngủ con thấy nó. Mới thấy anh Tư hả? Má con ở chỗ bàn thờ á. Dạ. Chị hai ngồi đi. Má hai, mai mốt á, mày làm đám cưới cho chị hai với anh hai á, phải hoành tráng hơn vậy luôn nha má hai. Chứ làm sao, gia đình này còn nợ con Di nhiều lắm đó. Đâu có gì đâu má hai. Con vô con phụ má con nó làm gì lâu dữ. Thì má hai con mới vậy. Ủa, bữa nay nhà mình có chuyện gì vui hay sao mà ăn sớm dữ vậy má hai? Anh phải hỏi má hai kìa. Sắp hết nợ. Sắp hết nợ mà ăn mừng vậy rồi đó. Mai mốt mà hết nợ ăn còn hoành tráng hơn nữa. Phải mừng chứ làm sao. Xưa giờ nhà này có bao giờ mà hết nợ đâu. Bây giờ mình cũng còn mà. Bởi vậy ta mới nói là sắp hết. Sao giờ này chưa thấy anh hai về chị hai? Hồi sáng ổng nói ông chở khách đi đâu vậy? Anh hai ông nói đi Củ Chi. Mà chị nói là xa như vậy thì thôi đừng có nhận mấy cái mối đó. Lần nào về ổng cũng ngồi thở hồng hộc thấy thương à. Vậy mà cứ tiếc, cứ nhận mà đi vậy đó. Bà hai ơi, ông hai bị cướp nằm trong bệnh viện kìa. Trời ơi. Cái gì? Hả? Thiệt hả bác Khánh? Cái gì? Không bác biết. Trên công an phường họ gọi cho cựu chiến binh. Vì điện thoại của ổng chỉ có số của tụi tôi thôi. Bác Khánh ơi, bây giờ người ta nói ba hai con bị sao vậy bác Khánh? Rồi bây giờ ba hai con đang ở đâu? Anh hai tôi làm sao? Đặt hai đứa ra đây. Dạ. Cái gì vậy? Lợi đây tao nói cho mày nghe nè. Người ta đưa ổng tới bệnh viện là ổng chết rồi. Trời ơi. Hai, má hai ơi. Má hai ơi. Má hai tên gì má hai ơi? Má hai ơi. Bác sĩ nói á là má hai vẫn nghe được đó. Con nói gì má hai có nghe không? Chắc là má hai cũng nghe mà phải không? Con biết má hai buồn lắm. Tụi con cũng buồn nữa. Ba hai đi đột ngột quá. Công an bắt được tụi cướp đó rồi. Má hai tỉnh lại đi má hai. Thôi, em đừng nói chuyện đó nữa. Má hai nghe rồi buồn thế. Anh ba, không biết khi nào má hai mới tỉnh lại nữa. Hồi sáng anh nghe nói trường hợp của má hai như vậy còn sống là mừng rồi. Chứ nhiều người đột quỵ là đi luôn. Nhưng mà bác sĩ nói là chữa trị cho má hai tỉnh dậy rồi phục hồi chức năng cái gì đó mình phải tốn nhiều tiền lắm á. Thì anh cũng nghe nói vậy. Bây giờ không biết phải làm sao nữa. Tội nghiệp má hai quá à. Má hai, tỉnh dậy đi, nghe con nói. Má hai chưa tỉnh hả con? Dạ chưa má. Thị có nói chừng nào má hai con tỉnh không? Dạ, bác sĩ nói nếu mà mình không chạy tìm kịp đi chữa chạy cho má hai sớm á, thì má hai phải sống đời sống thật vật đó má. Quả vô đơn chứ, má vừa phải lo cho đám tang cho ba hai con ở nhà, vừa lo cho má hai nằm ở đây, má muốn điên cái đầu. Thôi hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi, còn ăn uống nữa. Kêu thằng Hiếu vô đây cho má. Má con mình có chuyện để lo rồi. Thôi con ở lại đây với má nha. Thôi đi về, ở đây má lo. Đi. Đi về đi má. Khi nào mà má hai tỉnh á, gọi cho tụi con biết nha. Ừ biết rồi, má biết rồi. Về đi con. Về đi Trọng. Dạ. Nè, má dặn nè, đừng có nói cho ông ngoại biết chuyện mình vay nợ nha. Dạ. Thưa má con về. Con về nha má hai. Trời ơi, nhà mình bị cái gì vậy hai? Tưởng là sắp thoát được cảnh nợ này, bây giờ lại lâm vào cảnh ngặt nghèo hơn. Bây giờ phải làm sao đây hai? Rốt cuộc nhà đó làm sâu rồi phải không? Trời ơi, kỳ này á hả, nó nuôi mình dài dài luôn á. Bà nghĩ là bà ở đó thu tiền góp nhà người ta dài dài hả? Chứ làm sao. Trời đất ơi, tiền mà phải góp lời mỗi ngày, đúng không? Kỳ này á, dai một đống thù lù như vậy, cái nhà của nó góp mãn kiếp cũng chưa hết cho mình. Bà khùng quá. Cái gì vậy cha nội? Vậy chứ ý ông muốn làm sao? Đàn bà như bà, cái thân thì to, mà cái ốc á như trái nho vậy đó. Chỉ có cái chuyện thu tiền góp không mờ mắt, chứ không lẽ cho không. Trời ơi, ông mà có cho ai không đồng nào nha, tôi chết học máu liền á. Tôi đâu có khùng. Bà nghe cho rõ nè, chờ vài bữa nữa cho má con thằng Hiếu hoàn hồn á, bà qua bên đó nói chuyện. Nói cái gì? Tôi chưa nói gì hết bà nhảy vô miệng rồi. Nè, tôi biểu bà qua là vụ tụi nó làm đệ tử cho mình. Đệ tử? Đệ tử vụ gì? Bà này thiệt. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà biết tiền này ở đâu tôi đưa cho bà làm vốn không? Trời ơi, sao không biết. Ông với thằng Mớm với thằng Sĩ đi ăn cướp của ông ta chứ. Hả? Đâu. Im đi. Hả? Trời đất ơi, bà muốn công an tới đây hả? Đấy, tôi quên. Tôi với hai thằng đệ tử của tôi á làm bạn với Hà Bá, xong pha trận mạc. Bà chỉ ở nhà gom tiền thôi. Ông tính tiền lời cũng gấp đôi người ta nữa. Đương nhiên rồi, bà đâu phải bà nội tôi. Thì tôi biết rồi. Nói tiếp cái chuyện anh em của thằng Hiếu đi. Bà biết rồi đó, tôi có hai thằng lính, vừa ngu lại vừa nhát nữa. Xém bị công an hốt mấy lần rồi. Mà tụi nó mà bị công an hốt á, tôi với bà bơ mỏ. À, ý ông là kêu anh em nhà thằng Hiếu hả? Bây giờ bà khoan nói thẳng vấn đề với tụi nó đã. Cứ nói là có người mướn làm vậy đó. Nếu tụi nó ok thì nói thẳng vấn đề luôn. Ờ, vậy thôi tôi hiểu rồi, đi liền nha. Khoan, để coi mẹ hai vài bữa coi sau đã, rồi hãy nói. Ông ngoại. Con. Chào ông ngoại. Má hai sao rồi? Thì bác sĩ đang theo dõi. Cũng ổn hết nay. Ma bầy cũng mệt lắm rồi đó. Mấy bữa nay là nó thức trắng à. Bây giờ còn phải chăm sóc cho cô hai nữa, thiệt khổ. Thôi để lát ông ngoại vô trọng coi sao. Dạ tôi khỏi đi ông ngoại. Tụi con cũng thay ca cho má con rồi. Đúng đó ông ngoại. Con thấy ông ngoại với ông Phương ở đây sáng giờ cũng mệt rồi. Trọng, coi đưa ông ngoại với ông Phương về nhà nghỉ đi cưng. Dạ. Ông ngoại ơi, để con đưa ông ngoại với bé Phương về. Thôi, ông với bé Phương đi ra ngoắt xe taxi về được rồi. Còn tụi con á, cứ ở đây lo công chuyện rồi nghỉ ngơi đi. Nè, mấy anh em có cần ông ngoại lo gì nữa không? Dạ không có gì đâu ông ngoại. Ông ngoại ở đây với tụi con vậy là quý lắm rồi. Phương, cưng với ông ngoại về nghỉ đi cưng. Tụi con á, cũng lo nghỉ ngơi chút đi, rồi còn vô thay ca cho má bay nữa. Dạ, tụi con biết rồi ngoại. Mà nè, có cái gì cần á thì cứ kêu ông ngoại, nghe không? Phương à. Ừ, dạ. Đi về con. Dạ. Ngoại về nghe không? Ừ. Dạ em về. Chị về nghe Mận. Dạ. Tuấn nè. Dạ. Cảm ơn chú em mày ngang. Hôm nay chạy qua chạy lại vậy bên này cũng đỡ cực. Không có gì đâu anh. Thôi được rồi, về nghỉ ngơi đi. Dạ. Xin phép anh, em về. Em về nha. Mời. Đi. Em về luôn. Em coi về bển lo cơm nước cho ba đi. Dạ, anh cứ ở đây đi. Em lo cho ba xong á em qua. Em về nha. Hai đứa nói thiệt anh nghe. Má hai sao rồi? Tình hình má hai rất là nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu không chạy chữa đúng mức có nguy cơ má hai sống thực vật. Vậy bây giờ mình tính sao hả anh hai, anh ba? Mình vay một số tiền để mình lo mọi chuyện được rồi. Tới bây giờ coi như tạm ổn. Bà cho mình vay có giấy tờ gì không? Hồi rồi mình phải thuế chấp vì số tiền nó quá lớn. Má tạm thời lấy sổ hồng của má hai thế rồi. Anh hai, Mận, bây giờ việc của anh em mình là tìm cách lấy sổ hồng về cho má hai càng sớm càng tốt. Làm sao để khi má hai tỉnh dậy thì sổ hồng đã có trong nhà rồi. Nhưng mà làm sao mà làm như vậy được hả anh ba? Làm sao được thì anh chưa biết. Nhưng mà ngôi nhà này là cả cuộc đời của ba má hai. Mình không được để thất thoát. Mình không được để cho má hai biết chuyện này. Dạ con chào bác, em chào chị. Cô làm cái gì mà giờ này mới lau nhà? Tôi đã nói á, là mọi thứ phải sạch sẽ gọn gàng. Trước giờ làm việc mà. Dạ, em cũng tới sớm lắm chị. Nhưng mà mấy hôm nay em nghỉ, công việc dồn lại nhiều quá. Cô nghỉ á, thì không có ai làm sao? Tổ tạp vụ á, đâu phải có một mình cô. Dạ, dì Bảy nói là công việc ai nấy làm. Nên mấy cái việc dì phân công cho em á, dồn lại một lần luôn. Chuyện đó là trách nhiệm của cô. Công việc bị dồn là do cô. Thôi Mỹ à, con phải thông cảm cho Mận chứ. Con sao rồi Mận? Gia đình con đã ổn chưa? Dạ, con cảm ơn bác. Má hai con bị tai biến, con nằm ở trong bệnh viện á. Tội nghiệp. Bác có nghe anh Tuấn nói. Cho bác chia buồn với nhà con nghe. Dạ con cảm ơn bác. Thôi được rồi, đi làm việc đi con. Dạ. Nè, nếu cô còn làm việc ở đây á thì đừng để tình trạng này xảy ra một lần nữa. Dù có bất cứ chuyện gì thì phòng làm việc á phải được sạch sẽ trước khi mọi người tới. Cô nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi chị. Cô nghĩ á là cô ta sẽ ở lại được bao lâu? Chưa biết được đâu. Nó cũng kiên nhẫn lắm đó. Để cô coi thử coi. Chị à. Con chào má. Anh Xuân. Chị hai sao rồi chị? Mình ra ngoài nói chuyện nha. Dạ. Cảm ơn anh đã tới thăm chị hai tôi. Những lúc như vậy, sự quan tâm thăm hỏi là quý giá lắm. Chị đừng nói vậy. Dù gì thì mình cũng là xui gia với nhau. Có gì khó khăn chị cứ nói. Tôi giúp được gì tôi sẽ giúp. Dạ không có gì đâu. Nhưng mà Nhà tôi đang rối như vậy. Thằng Hiếu nếu mà có bận rộn mà nó về trễ á, anh thông cảm giùm nha. Không sao đâu, tôi cũng hiểu con rể tôi rồi mà. Tình hình chị hai sao rồi chị? Tôi nghe bác sĩ nói bà chớp bà nhán. Nghe đâu là chỉ bị đứt mạch máu não á, rồi máu tụ bên trong á. Trước mắt là bác sĩ cho uống thuốc coi có tan không. Còn nếu nó không tan á thì chắc phải mổ. Chà, nếu vậy là tốn kém lắm đó. Tốn kém bao nhiêu má con tôi cũng phải lo. Đối với tụi tôi, ảnh chỉ còn hơn cha mẹ. Ừ, tôi hiểu mà. Thật ra tao muốn giúp cho má con mày thoát cái cảnh ngặt nghèo thôi. Chứ tao sống bằng nghề cho vay mà. Trời đất ơi, có ai vay tiền tao tao mừng nữa. Đó, mày nhìn đi, má con mày không có cái gì để thế chấp, không có cái gì để bảo lãnh hết trơn. Mà lại hỏi cái số tiền quá lớn nữa. Tại tao biết má con mày lâu rồi nên tao mới cho mượn. Chứ người khác hả? Còn khuya. Bà nói vậy bà nghe được hả? Bà giữ cái sổ hồng của má hai tôi còn gì? Trời đất ơi, thì phải có đồ thế chấp chứ làm sao. Không lẽ tự nhiên đưa tiền không? Bây giờ muốn lấy lại sổ đúng không? Thì lo mà trả tiền lại cho tao đi, lấy sổ. Thôi mệt quá. Giờ bà tính sao? Bà muốn anh em tôi trả kiểu nào, góp như mọi khi hay sao? Lần này á, tiền thì nhiều lắm. Góp hàng ngày á, trong vòng một tháng á hả? Trời đất ơi, anh em mày không có kham nổi đâu. Ý bà sao? Ừ. Ê, có người nhờ tao á, hỏi mày á, coi có chịu làm cho người ta không? Bảo đảm tiền tươi, ngập mặt luôn. Làm gì? Mày phải đồng ý thì tao mới nói chứ. Anh em mày mà chịu làm hả, trả nợ rất là nhanh. Sau đó hả, còn có vốn làm ăn, khỏi đi bốc vác nữa mày ơi. Có ai như bà không? Không nói rõ việc gì ai biết đâu mà nhận lời hay không? Anh hai. Anh hai, có chuyện gì vậy anh hai? Có chuyện gì vậy anh hai? Biết gì đâu, bà đang nói chuyện gì mà không chịu nói. Bà sẽ coi bà nói gì. Thôi. Chuyện này á, người ta chỉ cần đàn ông thanh niên thôi. Còn con Mận á hả, khỏi, đi vô đi. Bà rắc rối quá, vô nhà đi Mận. Kỳ cục. Đi vô đi em. Vụ gì? Đòi nợ hay gì nữa vậy anh hai? Nghe bà nói coi. Bà nói có việc gì đó cho hai anh em mình làm, nhiều tiền lắm. Rồi có tiền rồi trả nợ đám tang cho ba hai, rồi lo trị bệnh cho má hai gì tùm lum la mà nãy giờ hỏi chuyện gì không nói là không nói. Tụi bay mắc cười quá, thì nhận lời tao mới nói được chứ. Trời, sao cái bà này bà kỳ khôi vậy? Có biết cái chuyện gì đâu mà làm. Hai anh em tôi đâu phải đam thuê chém mướn đâu mà. Nè, chuyện đó sao tụi bay làm được? Vậy thì chuyện gì? Thật ra tao chỉ là người trung gian thôi. Người trực tiếp mà muốn tụi bay làm á hả, là người khác kìa. Bây giờ ai bà nói đi, anh em tôi sẵn sàng tới gặp họ luôn. Thì tao mại hơi trước với tụi bay cái đã chứ. Nếu đồng ý thì tao mới nói lại với người ta. Tiền bạc á thì tụi bay đừng có lo. Nếu mà tụi bay chịu làm á, chỉ cần đi vài chuyến thôi, tụi bay trả dứt nợ liền. Có tiền á, chữa bệnh cho bà hai nữa. Trời ơi, anh hai anh ba. Thôi đi, không được làm. Thôi, nói em tôi không sao đâu. Mày nói không sao hả? Cái mặt con này nó nhiều chuyện, ngày nào tao không gặp nó. Bây giờ bà nói chuyện gì? Mà làm với ai? Tao nói á, tụi bay làm á thì tụi bay nghe, còn không làm á thì bỏ nghe. Coi như tao chưa có nói chuyện gì á. Trời đất ơi, đừng có bép xếp mà mang quả đó nghe mày. Được rồi, bà nói đi. Cái gì? Trời ơi. Thôi. Không được đâu. Anh hai anh ba không được làm nha. Trời đất ơi, tao đã nói là con này nó không có giữ mồm giữ miệng. Mày muốn chết hay sao mà la lên lung xùm vậy hả? Thôi. Nè, tao chỉ cho mấy anh em mày làm cái cách này để cho mau hết nợ. Còn tiền vay thì phải trả cả vốn lẫn lời chứ. Nội mà tiền đám ma đó nha, trả miệt mài cũng chưa hết đâu con. Còn tiền chữa bệnh cho bà hai nữa làm chi? Mà tiền bóc vác của tụi bay á, anh ba không được làm. Cơm ngày hai bữa cũng chưa đủ, đừng có nói chi mà trả nợ. Tiền vay mượn giang hồ á, không trả là phiền lắm đó. Cái mạng không biết còn hôn đó nha. Giờ làm sao hả? Anh hai anh ba không được làm nha. Má mà biết cái vụ này á, má quýnh cho bờm đầu luôn á. Ai biểu nói cho má mày biết làm chi? Cứ âm thầm mà làm đi, miễn có tiền được rồi. Làm cái chuyện này đó nha, chớp mắt là về nhà rồi, có ai mà biết đâu. Giờ làm sao? Có tính thì tính lẹ đi à. Tao còn trả lời cho ông ta nữa chứ. Nhưng mà nhớ nè, phải giữ ba cái mồm, mà nhất là cái mồm con này nè. Chuyện này mà hở ra, hậu quả không có biết được đâu à. Liệu mà trả tiền sớm cho tao á, tao không có hứa là giữ tay mấy thằng giang hồ đâu nha. Bà đi về đi, hai anh tôi không có làm đâu. Về chứ chi, ở đây làm gì? Anh hai, anh ba, đừng có làm nha, nguy hiểm lắm. Mà thấy sao má? Chắc thằng Tài Lanh nó nghi mình rồi. Hoặc có thể nó biết rõ tụi mình đi ăn đêm. Đám của tụi nó chỉ ăn trong bến, không được bao nhiêu là dễ bị phát hiện. Bây giờ tụi nó muốn ăn nhiều, lại không có gan đi xa, nó muốn lợi dụng tụi con. Mẹ, cậu thấy mình cứ đồng ý trước đã, để mình lấy tiền trả nợ, sau đó mình tính tiếp. Mình làm vậy chắc khác nào làm cho nó ăn à. Biết là tụi nó muốn lợi dụng mình, nhưng mà mình đang cảm thấy kẹt mạnh hơn. Nó muốn tụi con làm là để tụi nó biết cách làm ăn xa ngoài cái bến này. Làm cho nó ăn không rồi còn cho nó học nghề miễn phí nữa chứ. Lần nào mình cũng phải lấy sổ hồng của má hai về. Nếu mình không về theo cách của nó, nhà mình sẽ phải góp cho nó hàng ngày giống như trước. Tiền mình đi làm mướn, tiền má bán cà phê, toàn cho túi đó. Mà để cho nó lợi dụng vậy, chịu sao được. Đừng có bàn nữa. Má nghĩ đây là cách để tụi nó thử mình. Tụi con cứ đồng ý đầu quân cho nó đi. Tự nhiên mình đưa đầu cho nó điều khiển mình à. Tụi con cứ nhận lời, nhưng theo cách của những người học nghề, hiểu không? Tụi con làm như không biết gì hết, chỉ làm theo những gì tụi nó chỉ thôi. Được thì chia, không thì thôi. À, vậy mình cứ giả điên thôi má. Ê, vậy lại hay á. Cái chính á là mình đương theo chuyện này để trả được nợ. Tụi con cứ làm như còn rất bỡ ngỡ trong chuyện này. Tụi nó chỉ sao thì mình theo vậy. Chỉ có một điều tụi con cần phải nhớ, nếu có động thì việc duy nhất tụi con cần làm là phải thoát thân, nhớ chưa? Dạ, dạ. Nhưng má đừng dính vô chuyện này, để con với anh hai tham gia được rồi. Má cũng không muốn ra mặt đâu. Hai đứa con cứ tùy cơ ứng biến. Dạ, dạ. Thôi về. Ngoài. Ừ. Dạ, ông ngoại uống nước đi. Cảm ơn con. Ông ngoại, hôm qua ông cháu mình đi thăm dì hai về, con thấy dì hai chưa tỉnh, con thấy sợ sợ làm sao? Con sợ cái gì? Sống ở đời, đâu có ai biết trước là mình sẽ gặp cái chuyện gì đâu con. Con đừng có suy nghĩ dẫn dơ, rủi mà có chuyện gì là con không có đối phó được à. Mà dì hai bị như vậy chắc tốn tiền lắm hả ông ngoại? Ông ngoại có hỏi thăm, nhưng mà mấy má con nó nói là còn lo được. Ông ngoại, nhà mình còn tiền không? Con hỏi để làm gì? Tại con thấy nhà anh Trọng á, dù là nghèo nhưng ai cũng đi làm hết á. Còn nhà mình thì từ khi ông ngoại bán khu nhà trọ thì mình sống bằng gì? Thì bán cái khu nhà trọ, sau khi mà lo trị bệnh cho con rồi thì cũng còn một số, rồi ông ngoại gửi vô ngân hàng rồi. Trong khi chờ đợi cái ngày mà con lấy chồng thì hai ông cháu mình lấy tiền lời xài nở. Bây giờ thì tao nói luôn, tất cả tiền vốn của ngân hàng bà Sáu Béo, tiền ăn chơi nhảy múa, tiền lo gia đình các cái đều từ đó mà ra hết. Mà tụi bay thấy tao có làm gì đâu. Hàng ngày tao đi lòng vòng ngoài bến, rồi lân la nói chuyện với mấy đứa bán hàng rong. Coi tàu nào có tiền, tàu nào đi đâu, về đâu. Tối là mình chơi, mà đâu phải có nhiều. Mỗi tháng làm chừng 1-2 vụ thôi. Nếu như mà trúng bánh á là ngon luôn. Tụi bay thấy sao? Thì dẫn xác qua đây là biết rồi. Tụi bay á tính cho kỹ rồi quyết định. Tao không ép, tao chỉ dẫn cho tụi bay làm ăn. Được thì chơi, không được thì thôi. Chứ mai kia mốt nọ mà nói tao á dụ dỗ lôi kéo là không được á. Tao biết tụi bay chưa làm lần nào nên thấy to tát như vậy. Làm chừng vài chuyến là thấy ham liền. Bây giờ không có cần gì nhiều hết trơn á. Tụi bay chỉ cần bơi lội giỏi nè, nhanh nhẹn nè, có sức khỏe nè là ok hết. Mà tụi bay thì quá ok rồi. Bây giờ điều quan trọng á là chỉ quen công việc thôi. Vậy có cần làm quen gì không? Tụi bay lên xuống tàu bè hàng ngày, tụi bay biết ba cái tủ dân tàu bè rồi. Cái quan trọng bây giờ là làm sao mở cho nhanh. Mà cái đó để mấy đứa kia huấn luyện cho. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ là nhuyễn hết. Mà chừng nào ông bắt đầu làm? Tụi bay cứ chuẩn bị tinh thần đi. Lúc nào có tao kêu liền. Mà mai mốt không cần gặp tao ở đây nữa đâu. Có gì sẽ có người liên lạc trực tiếp với tụi bay. Mà nè, tụi bay về nói với bà Lượm á là lo cho bà Hai đàng hoàng. Nếu có thiếu tiền thì qua đây, tao sẽ nói bà Sáu Béo ứng cho tụi bay. Còn cái vụ sổ hồng á, chừng nào tụi bay làm đủ tao trả lại liền. Anh Hai, vậy cuối cùng mình có đi làm cho tụi nó không? Làm chứ sao không làm. Anh Hai thấy sao? Thấy con khỉ gì. Mẹ nó biết chắc là mình ăn hàng mà nó còn sao. Thì em cũng biết. Ăn hàng thì anh em mình để dành tiền trả nợ cũng được. Tại sao phải qua đây còn nghe nó nói tào lao chứ? Má, là má biết chắc mấy thằng này. Nó muốn bành trướng thâu tóm cái việc khai thác tàu bến. Gây áp lực với mình vậy thôi. Anh Hai nói vậy là sao? Diễn. Nó còn diễn được, không lẽ anh em mình diễn không được? Là sao? Đừng cho nó thấy mình quá chuyên nghiệp. Cứ hợp tác thời gian nó thấy không hiệu quả, nó không nghi ngờ thôi. Ờ, em biết rồi. Đi. Dì Hai. Dạ má để con. Ờ. Từ thôi Mận. Cẩn thận nha. Nghỉ đi nha má Hai. Con chào má. Thằng Hiếu đâu rồi con? Dạ anh Hiếu nói hôm nay tàu về hàng nhiều. Mấy anh á, phải ráng làm ngoài giờ để kiếm thêm. Gặp lúc khốn khó thì phải lo vậy thôi. Mà nhà này có khi nào hết khốn khó đâu. Nhi nè. Dạ. Con đừng có lơ là chỗ buôn bán nha. Kiếm được chỗ bán như vậy khó lắm đó. Còn chuyện nhà này để mấy đứa nó lo. Con về bển nấu cơm cho ba con ăn đi. Lát còn đi bán nữa. Dạ. Vậy con về bển nha má. Ờ nè. Lúc này thằng Hiếu nó phải tìm chỗ làm thêm nhiều lắm. Nói với ông thầy thông cảm giùm nha. Má yên tâm đi, không có sao đâu. Thôi con về nha má. Chị về nha Mận. Dạ. Mận, hôm nay chuyện tiền bạc sao rồi? Con có nghe hai anh nói gì không? Con cũng không biết nữa. Hai anh biểu ấy là để hai anh lo. Hôm bữa cấp bách quá, má bán chiếc xe của bà Hai rồi. Bán rồi mới biết không đâu vô đâu hết. Chiếc xe là kỷ niệm của bà Hai. Bây giờ má áy náy quá. Thầy má bán là đúng rồi đó má. Chứ để xe cũng đâu có ai đi đâu. Mà anh Hai anh thấy có xe rồi anh chạy còn rắc rối hơn nữa. Nói vậy thôi chứ má Hai cũng chưa khỏe hẳn. Cũng may là bác sĩ cho về nhà. Rồi mình xin thuốc uống hàng ngày. Mỗi tuần đi khám định kỳ thôi, chứ trọng cũng khó chịu lắm, về nhà cho thoải mái. Hai đứa nó về kìa. Anh Hai, anh ba. Má con mới về. Từ má con mới về. Ủa sao hôm nay nói hai anh làm thêm giờ mà? Về nghỉ trưa một xíu đi làm giờ nè. Có nấu gì ăn không? Em với má mới về, chưa có nấu gì kịp hết á. Ủa rồi, vậy má Hai ai coi? Má Hai về nhà rồi, nằm ở trỏng kìa. Ủa? Nè thôi, để cho má Hai nghỉ đi, vô làm chi? Mới ngủ đó. Ủa sao bác sĩ nói còn phải điều trị lâu mà sao về sớm vậy? Thì biết vậy, nhưng mà má xin bác sĩ cho má Hai về nhà, rồi mình xin cái toa thuốc cho uống. Rồi mỗi tuần đi khám định kỳ thôi, chứ nằm trỏng mỗi ngày mỗi tiền chịu không nổi. Mày yên tâm đi, tụi con nói là tụi con sẽ lo mà. Lo được cái gì mà lo. Tiền bạc nợ nần từ hôm ba hai con mất tới giờ, bữa nay tính chắc cũng ngập tới nóc rồi đó. Nghĩ tới muốn ngộp thở luôn. Trời ơi, đã nói lo được thì để tụi con lo. Bạn đi kiếm gì ăn, cưng nó bụng quá, chút đi làm nữa. Vậy thôi để em chạy ra ngoài kia em kêu cơm tấm cho hai anh ăn nha. Chứ giờ mà đi nấu nữa chắc tới chiều mới có ăn á. Trọng, bữa giờ Sáu Béo có hỏi han về vụ tiền bạc không? Con có nói chuyện với bà rồi. Má đừng có lo nữa, tụi con thương lượng được mà. Rồi giờ bà nói làm sao? Bà cầm cuốn sổ hồng của má Hai rồi đó. Rồi giờ làm sao lấy về đây? Mệt má quá, tụi con nói tụi con lo được. Má vô tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nghĩ cái gì được mà nghỉ. Dạ con pha trà xong rồi bác. Để đó đi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Dạ, bác uống trà không bác? Để đó đi. Dạ. Chuyện gì? Dạ, con muốn hỏi bữa nào con được học việc mới vậy bác? Con muốn học việc gì? Dạ, con cũng không biết nữa. Mà hôm bữa bác hứa với con á là con làm tạp vụ tốt á thì con mới được học việc. Cô phải biết cô thích làm cái gì thì giám đốc mới thu xếp cho cô được chứ. Dạ, con muốn làm giống như chị Mỹ được không bác? Con có biết để được làm như cô Mỹ phải học mấy năm đó. Vậy phải có bằng cấp gì không? Dạ con không biết. Bác kêu con vô làm để con suy nghĩ về lựa chọn công việc mà con muốn học. Nhưng tới bây giờ con vẫn không biết là con muốn gì nữa. Vậy bác giúp con bằng cách nào đây? Dạ, tại hôm bữa bác hứa với con á. Nhưng con thích. Mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Cô ấy muốn học việc nhưng mà không biết việc gì để học. Mẫn à, mình sao rồi? Mẹ có hứa là để cho Mận làm tạp vụ một thời gian và quan sát công việc trong công ty. Nếu thích công việc nào mẹ sẽ cho đào tạo để làm công việc đó. Nên hôm nay Mẫn nhắc nhở mẹ thôi mà. Mẫn, vậy là em đã lựa chọn được việc để học rồi hả? Con thấy chưa? Mẫn thậm chí không biết công ty quảng cáo là gì nữa. Giờ con chỉ muốn học một cái việc gì đó thôi. Cho dù khó con cũng sẽ cố gắng học được. Mà hôm bữa bác hứa với con. Nhưng với trình độ lớp 1 tình thương, con không viết nổi cái đơn xin việc nữa, thì bác phải dạy con cái gì đây? Nhưng mà hôm bữa bác hứa với con là con Mẹ, dù sao á thì mẹ cũng đã nói. Mẹ cần người làm việc. Mẹ không dạy bổ túc văn hóa. Nếu muốn học việc, ít nhất phải đủ trình độ để biết mày dạy cái gì chứ. Cổ nhìn vô màn hình vi tính á, mà như là coi tivi vậy đó. Mận á chỉ biết cầm chổi lau nhà thôi, thậm chí còn không biết làm vệ sinh máy tính nữa đó con. Mẹ à, mẹ đừng có bêu riếu Mận như vậy nữa. Anh nói như vậy là không đúng rồi. Mẹ của anh á đã rất thiện chí giúp đỡ bạn gái của anh, nhưng trình độ của cổ như vậy được làm tạp vụ là may mắn lắm rồi. Chị Bảy á còn tốt nghiệp cấp 2 nữa đó. Cô nói vậy là sao? Trình độ gì? Ý cô muốn nói là Mận chỉ làm được tạp vụ thôi, không làm được gì khác đúng không? Con à, mẹ nghĩ á Mận được cầm cái cây lau nhà là ưu ái lắm rồi. Coi bộ Mận chưa chắc sẽ có căn nhà để mà lau nữa đó con. Mẹ ơi, Mận, mẹ quá đáng thiệt đó mẹ. Mận à, Mận à, em bớt giận đi. Ngồi xuống đây cho anh nói. Mận à, anh mặc kệ em đi. Em đừng có như vậy được không? Nghe lời anh. Có chuyện gì thì từ từ anh tính. Cũng tại em mơ mộng á, em hy vọng á, mà em không biết tự biết mình. Mận à, đừng có khóc nữa. Anh xin lỗi để em rơi vô tình huống như vậy. Anh cũng khó chịu lắm. Mẹ anh nói đúng mà. Em ít học, từ đó đến giờ em còn chưa nhìn ra cái màn hình máy vi tính nữa, nói chi đến chuyện mẹ em xài tới nó. Em chỉ xứng đáng cầm cây lau nhà thôi à. Mình tính cách khác được mà. Để kiếm việc nào đó hợp với em hơn. Mận à, bây giờ em đừng có cố làm công nhân nữa nha. Em không làm ở đây nữa đâu. Anh nói giùm với bác á là em không làm được gì hết á. Không phải làm gì cho đã hồn hết á. Trời ơi, em nói gì bi quan vậy? Em làm được, chỉ có điều là mình chưa tìm được công việc phù hợp với em thôi. Bắt đầu kể từ ngày mai á, em chạy qua nhà chị Hai, em nhận đồ sữa cho khách. Em sẽ cố gắng học mai. Ừ, được rồi. Em muốn học cái gì, làm gì cứ làm. Nè, bây giờ anh chở em đi ăn nha. Cả tuần rồi anh chưa được chở em đi đâu hết á. Mận à, đừng có khóc nữa. Đi nha. Cây này có 2 tàu dừa, 1 tàu cá. Anh định chơi tàu nào? Tàu nào có tiền là chơi hết. Nhưng mà có kỹ, tàu nào dễ ăn. Tụi nó mới ra quân lần đầu tiên, phải coi cho kỹ. Tao thấy tàu cá coi mồi khó ăn hơn đó. Trời, vậy anh gạt tụi em ra rìa luôn hả? Tụi nó làm, tụi bay hưởng, còn muốn gì nữa? Hết hồn. Tụi anh gạt tụi em ra rìa luôn chứ. Mày tàu lao. Vậy để ngày mai em với anh Sĩ ra ngoài bến á, rồi tối về em báo anh biết, rồi mình ra quân luôn. Đó mới chính là công việc của tụi bay đó. Quan sát và tổ chức thiệt là tốt. Phải nghĩ ra nhiều phương án, đặt ra nhiều tình huống. Đến khi xảy ra chuyện á, để có cách giải quyết. Từ bây giờ á, việc động tay động chân là của anh em tụi nó, còn tụi bay là phải động não. Hiểu chưa? Hiểu. Còn một chuyện nữa rất là quan trọng. Nếu có chuyện đổ bể thì phải nghĩ cách cắt đuôi liền. Làm sao để anh em nó không khai ra được tụi mình. Tụi bay hiểu hết chưa? Hiểu. Hiểu. Nghĩa là... Ráng chút xíu nha má hai. Sao bữa nay nặng dữ vậy nè? Mệt chưa? Muốn nghỉ không? Muốn nghỉ rồi hả? Mận, Mận, vô dọn giường chút má hai vô nghỉ. Dạ, dạ, dạ. Để đó cho má đây đi. Đây, đây. Rồi đi vô đi. Đây em đỡ nè, em đỡ nè. Cẩn thận nha má. Vòng nữa, ráng vòng nữa. Rồi vòng nữa rồi vô nghỉ. Ráng đi. Ráng đi bộ nè. Đó, được rồi. Ráng đi hai. Mệt rồi phải không? Rồi, dịnh đi nghỉ một chút rồi đi tiếp hen. Rồi đi một vòng nữa rồi vô. Đi hai. Hai à? Hai ơi. Bận. Dạ? Đỡ má hai vô. Sao vậy? Đỡ má hai vô con. Vô nha, đi hai. Đi vô nè. Bình tĩnh đi hai. Ngồi xuống đi đây đi hai. Ngồi xuống đây nè. Con, dán ra đi. Dán ra cho má hai đi. Được rồi hai. Được rồi mà. Dán ra cho má hai đi. Má hai thấy rồi. Hai bình tĩnh đi hai. Con đỡ má hai đi. Từ từ thôi. Đây. Hai bình tĩnh đi. Hai giờ mới đứng lên được đó. Đừng có xúc động quá rồi xỉu nha. Được rồi, để em đốt nhang cho. Được rồi nè hai. Hai. Đây nè hai. Hai à. Đưa đây em cắm cho. Nè, tụi tao canh chiếc ghe này lâu lắm rồi. Hôm nay ra quân là chắc ăn. Tụi bay trổ tài nghe. Nhưng mà nhìn vậy làm sao biết tủ tiền để đâu anh? Tủ tiền nằm trong chỗ ngủ của chủ ghe chứ đâu. Còn nội thất chiếc ghe như thế nào, anh em tụi bay lên ghe hàng ngày, tụi bay phải biết chứ. Tụi bay cứ làm đi. Động tĩnh gì á, nhảy xuống nước. Lúc đó tụi tao đến, tụi tao đón. Đúng rồi, yên tâm đi. Có chuyện gì mấy chú cứ nhảy xuống ghe là xong. Ý lột xuống sông. Rồi tụi này đón cho nha. Làm miếng cho ấm đi. Mày cũng uống đi. Dạ. Yên tâm đi. Mấy chú theo anh. Chỉ cần vài cú ăn đêm thì nợ nần gia đình mấy chú xóa sạch hết. Còn hơn là phải cày như trâu bò mà cả đời không trả hết nợ. Mấy chú có biết là má của mấy chú vay bà Sáu Béo bao nhiêu tiền không? Nếu không trả đến nơi đến chốn thì mệt mỏi đó. Mà tay chân của mẹ Sáu Béo toàn là thứ máu lạnh không. Đâm chém con nợ là chuyện bình thường. Được rồi, bây giờ tụi bay làm đi. Tụi tao sẽ neo ghe ở đây chờ. Cố gắng làm cho thật nhanh rồi về. Nếu có động tìm cách thoát thân nghe. Em thấy ớn sao anh ơi? Không sao đâu. Tại lần đầu tụi bay chưa quen. Rồi từ từ tụi bay sẽ quen thôi. Vậy tụi em đi. Đi. Xuống đi anh hai. Em lo quá. Có mấy anh đây mà lo gì. Yên tâm đi. Không sao đâu, có tụi tao đợi đây mà. Dạ. Đi lẹ đi. Xuống luôn hả anh hai? Em xuống trước hả? Lẹ đi. Phóng đại xuống đi. Lạnh quá nữa. chiều này xuống dập bẻ chết. Nè, làm đi nữa đi. Cái lạnh quá thầy ơi, nhanh lên thầy ơi. Em nói thiệt dậm đinh tôi này chảm máu quá trời ơi. Trời ơi, vậy chút xíu không có sao đâu. Không sao đâu. Có sao mà? Không có sao đâu. Tụi tao bên hoài mà. Đi đi. Coi chừng dậm nữa bây giờ. Lại đi anh hai, lạnh quá. Lại lẹ đi. Trời ơi, bầy chó ông nội ơi. Hình như nó đang báo hiệu cho tàu kia biết á, là nó đang tới hay sao á. Mày im miệng con. Nó bơi gì đâu mà không có im gì hết. Má hai con gần đứng lên được rồi, má cũng mừng. Sắp tới không biết phải làm sao đây, má rầu quá. Hôm rồi tụi lâu la của bà Sáu bé qua làm hùng làm hổ, má sợ không chết luôn vậy. Con cũng nghe bác sĩ nói má hai còn phải kiên trì chữa bệnh, rồi tập vật lý trị liệu lâu dài nữa mới có hy vọng hồi phục. Mà tình hình này khi không thì chân thẳng chân cong, miệng thì méo xẹo, còn á khẩu. Thiệt xui quá. Không biết làm sao để có tiền chữa trị cho má hai con. Chỉ mà mang tật là má không biết ăn nói làm sao với ba hai con á. Má, má đừng có lo gì hết. Anh Hiếu với hai em á cũng đáng làm kiếm thêm. Nhưng mà thiệt tình con cũng biết không có thấm vô đâu hết đó má. Hôm nay anh Hiếu anh hay đi về đêm lắm, mà con thì lại không tiện hỏi ảnh. Má có biết là ảnh với em Trọng đi đâu làm gì không má? Chắc tại ban ngày người ta có việc rồi, ban đêm ít ai chịu đi làm. Tại mình cần tiền nên phải đi làm mướn mà con. Người ta kêu gì mình làm nấy, miễn sao có tiền là được rồi. Dạ. Nói về tới kìa, đó. Dạ, má. Thì má mới về, chị hai mới về. Ủa, má hai sao rồi má? Có đợi chút nào không má? Sao má với chị hai chưa ngủ nữa? Trời ơi, nhỏ nhỏ một chút. Má hai mới vừa ngủ đó. Ấm sầm mà. Vậy là má hai đỡ rồi mới ngủ yên được hả? Đỡ với anh hai. Còn Di nó thắc mắc hai đứa đi đâu mà dạo này hay về khuya kìa. Má nói tụi bay đi làm mướn, tại công việc nặng không ai làm nên mới tới mình. Dạ tại em lo không biết hai người đi đâu làm gì. Thì là toàn mấy chuyện đi móc cống, rồi nạo vét hầm cầu. Làm ban đêm để lỡ có bốc mùi thì đỡ bị la. Giờ đó người ta ngủ hết trơn rồi. Đúng rồi em. Thôi con đi làm cả ngày cũng đuối quá má ơi. Em đi về ngủ em. Thôi về ngủ sớm đi. Đúng rồi. Dạ. Anh chị hai về ngủ đi ha. Thưa má con về. Dạ. Em cũng đi ngủ sớm đi. Dạ. Về đi con. Dạ thưa má con về. Má, mấy ngày này bà Sáu bé có cho người qua đòi tiền mình không? Hôm tuần trước thì có, nhưng mấy bữa rày không thấy, cũng không thấy nhắc nhở nợ nần gì. Má tính hỏi con coi làm sao nè. Trả xong rồi má. Xong rồi hả? Con cũng trả hết nợ cho má rồi. Cô lấy sổ hồng về cho má hai luôn rồi. Trả hết nợ rồi phải không? Hết rồi má. Tụi nó muốn con với anh hai làm với tụi nó luôn. Mình hết nợ tụi nó rồi, đâu cần làm chung với tụi nó làm gì. Nợ thì hết rồi, nhưng mà để trị cho má hai thì đường còn dài lắm. Mình không để má hai tật nguyền được, cũng không thể vay mượn hoài. Còn số tiền kia má con mình nhất quyết không đụng tới nha. Đúng vậy. Tiền đó má để cho tụi con phòng thân sau này. Khi mà má tụi nó để tụi con làm hết hả? Tụi nó trên bờ chờ tụi con. Còn với anh hai đánh xong thì tụi nó đòi chia đôi. Chia đôi? Dạ. Mình hết nợ tụi nó rồi, không còn dính dáng gì nữa. Ngày mai con nói với Tài Lanh, con với thằng Hiếu bỏ không làm nữa. Mình nghĩ ngang vậy sao nó chịu má. Nó chịu hay không không quan trọng. Dù sao nó cũng không dám tố cáo mình. Bây giờ mình không còn nợ nần gì nó nữa, không cần phải ở dưới trướng nó làm gì. Mình sẽ làm như trước đây. Dạ. Má. Má ơi, mình đừng làm ăn cướp nữa má. Con không dính gì tới chuyện này, chỉ má với hai anh con thôi. Đi vô ngủ đi. Má, con sợ rủi như có chuyện gì thì sao? Má ơi, mình làm gì cũng được hết á, đừng đi ăn cướp nha má. Con đáng đi bán với chị hai, rồi anh ba cũng sẽ đáng làm mà má. Con im đi, mình cắm đầu làm được cực khổ cả đời rồi, mà lúc nào cũng ngập trong nợ nần. Những gì mình có thể làm, cả nhà mình cũng làm hết rồi. Bây giờ mình cùng đường rồi Mận à. Con coi như không thấy, không nghe, không biết gì hết. Má không muốn con dính vô mấy chuyện này. Vô đi. Đi vô. Mượn tay xíu coi. Gì vậy? Thấy ghê quá. Nè. Trời ơi. Em cất đi. Ngày mai kiếm gì ngon ngon cho ba ăn. Rồi coi đưa ba đi khám bệnh coi sao, chứ hôm nay anh thấy ba không được khỏe đó. Sao nhiều tiền dữ vậy? Thì lao động nặng nhọc mà, tiền công phải xứng đáng chứ. Thôi ngủ đi em. Anh đi tắm cái vô ngủ ha, khuya rồi. Ông ngoại, hôm nay ông ngoại có thấy mệt không? Ông ngoại có sao đâu. Nay con đi học có gì vui không? Dạ, lớp con tụi nó rủ đi Vũng Tàu. Vậy rồi chừng nào con đi? Dạ, cuối tuần này á ông ngoại. Đi nhớ đem theo áo khoác nghe. Ngoài đó là gió dữ lắm mà. Mà trong người con thì không được khỏe đó. Con đâu có đi đâu. Sao vậy? Đi chơi với bạn cho nó vui đi con. Nhưng không có ai ở nhà với ông ngoại hết. Ông ngoại có làm sao đâu. Con cứ đi chơi đi. Tại con ghét cha Tùng quá. Cứ tranh thủ ở chỗ đông người là thể hiện tình cảm công khai. Mà con á đâu có tình ý gì với anh chả đâu. Mất công mang tiếng nữa. Cái thằng đó cũng kỳ thiệt. Người ta khó chịu thì thôi, đeo theo chi vậy không biết. Người gì đâu mà lì thấy ớn luôn á ông ngoại. Với lại con cũng có nhiều bài tập để làm lắm. Đi chơi về làm không có kịp đâu. Vậy thì thôi, chứ đừng có nói là ở nhà là vì ông ngoại nha. Ông ngoại không có thích à. Không có đâu. Thôi con đi nấu cơm nha ông ngoại. Con có thấy ai không? Lại không thấy người đó nữa phải không? Dạ. Không thấy ai hết đó ông ngoại. Sao người ta không chịu cho mình biết mặt hả ông ngoại? Người ta đang làm việc tốt mà. Ông ngoại cũng không biết nữa. Người ta âm thầm như vậy từ khi ông ngoại bệnh tới giờ. Nếu không có họ, con cũng không biết phải làm sao nữa. Nhận được sự giúp đỡ của người ta mà mình không biết tên tuổi mặt mũi. thì làm sao mà trả ơn được đây? Con có đoán là ai không? Dạ không. Ở đây thân thiết với ông cháu mình chỉ có má con Lượm mà thôi. Gia cảnh nhà nó thì quá cực khổ nữa. Từ lúc mà ba hai của tụi nó mất cho tới bây giờ, cả nhà phải đi kiếm tiền để chạy chữa cho má hai của nó. Tiền đâu mà nó giúp cho ông cháu mình đây? Anh Trọng phải làm hai công việc lận đó ông ngoại. Vừa bốc vác ở ngoài bến mà vừa đi rửa xe nữa. Đâu còn mở cái bịch ra coi. Dạ. Có thuốc cho ông ngoại nè. Lần này người ta cho tiền nhiều lắm ông ngoại. Có tờ giấy nữa nè ông ngoại. Giấy viết cái gì vậy con? Dạ, hãy đưa ông đi khám lại và cố gắng chữa bệnh cho ông mau khỏe. Chữ gì đâu mà xấu quắc à. Là ai vậy cả? Con có ghé ông ngoại không? Dạ có. Phải lo cho ông ngoại trị bệnh cho dứt đi, để lâu quá không tốt đâu. Con có để tiền cho ông ngoại đi khám, để coi kết quả sao, rồi mình tính tiếp. Con ăn cơm bên đây rồi có nói cho con Di biết không? Để nói trong á. Dạ con nói rồi má. Thôi con chạy về bệnh với vợ con nha má. Con về bệnh má hai ơi. Má hai, không biết bên này sao mà ông già vợ con khó chịu, ông nhằn vợ con hoài. Chắc bệnh già chồng má hai. Thôi đừng có ghẹo bả nữa. Thôi con về. Thôi đi về đi. Chọc hoài. Không sao. Thấy chưa? Anh Hai này. Thôi mọi người đừng chọc má hai nữa, để má ăn cơm. Sao vậy? Không ăn nữa hả? Bỏ mứa hả? Thôi no rồi thì thôi, lau miệng cho má hai rồi con qua đây con ăn đi. Hai ngồi chơi chút nghe. Má hai không ăn hết nữa chưa? Ăn mà còn bỏ mứa nữa. Má ơi. Hả? Anh Tuấn Anh nói á, anh muốn đưa con về nói chuyện với gia đình của ảnh. Sẵn tiện á, nói chuyện cưới xin luôn. Sao nó không xin phép má trước? Anh cũng muốn gặp má để thưa chuyện. Còn chưa biết tính làm sao nữa nên con chưa cho anh nói. Với lại bây giờ nhà mình vậy. Con cứ đưa nó về đây đi, coi nó tính làm sao. Rồi với mình cũng phải coi ý bên đó làm sao nữa. Chuyện gì cần thì cứ làm, còn duyên phận tới đâu thì... Thôi ăn đi. Ông ngoại uống sữa nha. Con đi học nha ông ngoại. Đi học cẩn thận nghe con. Dạ. Thưa ông ngoại con đi. Mày được ra rồi đó. Nhanh vậy. Ông không tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Tiếc là ông không chờ tôi về để đấu tình đôi với nhau. Bây giờ ông đi về, tôi biết trả đũa ai đây. Chuyện đó đã qua lâu rồi. Mày cứ nuôi hận thù trong lòng, như vậy là tự làm cho cuộc đời mình nặng nề. Hãy buông bỏ đi cho nó thanh thản. Ông Tuấn tôi giận, tôi biểu người ta buông bỏ, đừng hận thù. Ông lựa sai người để khuyên nhủ rồi đó. Bây giờ tao nằm một chỗ rồi. Mày muốn làm gì mà không được. Làm hại một ông già bệnh hoạn như ông, chỉ làm tôi mắc nhục với giang hồ chứ còn dính díu gì nữa. Vậy lại giết ông chết thì dễ hơn búng ngón tay. Phải làm sao để ông muốn chết mà chết không được, như vậy mới vui chứ. Con tôi, con tôi. Khoa ơi, Khoa, 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 Khoa ơi, Khoa. Con sao vậy Khoa ơi? Khoa, con ơi, đừng bỏ Khoa con ơi, Khoa. Mày gây ra mọi chuyện như vậy chưa đủ sao phước búa. Suốt nhiều năm tôi sống trong tù, lúc nào tôi cũng nhớ ông cháy gan cháy ruột. Cũng nhờ ông tôi nghỉ ngơi khoảng thời gian khá dài, ăn cơm chính phủ, ngủ có người canh. Cho nên điều đầu tiên khi bước chân ra tù là tôi đến thăm ông. Ít nhất đã biết tôi đã trở về, rồi tụi mình sẽ tính. Không phải bây giờ đâu. Thôi, ông cứ nghỉ ngơi đi. Nè, nhớ tịnh dưỡng cho mà khỏi bệnh. Rồi mình chơi sòng phẳng với nhau nữa chứ. Bây giờ tôi phải đi chào hỏi anh em giang hồ một tí. Bye. Cái này là cái gì chú? Cái này là điện để nấu vô bóng đèn nè. À, dạ. Nấu vô ha. Dạ. Anh Trọng, có ai tìm con kìa. Dạ. Anh Trọng. Chú ơi, này là bạn con, xin phép chú con trai cái. Con đi đi. Em tới sửa xe hả? Dạ không, em tới thăm anh thôi. Em tới làm gì? Chỗ này... Em biết mà, em đi liền đây. Nè, cầm đi. Anh không có nhận cái này đâu. Sao vậy? Cái này là món con gái mà. Còn đàn ông á, chỉ ăn nhậu hay uống cà phê thôi. Em quên. Thôi để lần khác nha. Thôi đưa đây. Nhưng lần này thôi nha. Em biết rồi. Lần sau em không có mua chè nữa đâu. Ý anh không phải vậy, mà là em đừng tới đây nữa. Kỳ lắm. Em đâu có làm gì đâu, chỉ đưa chè cho anh thôi, cũng nhanh mà. Đâu có làm mất thời giờ của anh đâu. Thôi em đi, đứng lâu hồi bị la đó. Bạn gái hả? Dạ. Cũng xinh dữ chứ. Thôi dạ, tiếp tục nha. Dạ dạ. Bây giờ mình tháo cái này ra nè, dạ. Biết chưa? Mẹ. Mẹ nói rồi, mẹ không có thích cô gái này. Sao con cứ léo nhéo hoài vậy? Mẹ, con nói mẹ nghe nè, Mận dỗi lắm đó. Mẹ biết không, Mận nghèo thiệt, nhưng mà không biết đua đồ chưng diện gì đâu. Thì tất nhiên rồi, nghèo á, lấy đâu ra tiền để mà chưng diện. Trời ơi mẹ ơi, không phải là cái ý đó. Ý con á là bản chất của Mận kìa. Mẹ biết không, Mận tự mày mò học hay. Bây giờ mẹ tự may đồ bán được luôn kìa. Mấy ai làm được vậy đâu. Bây giờ á, con đang yêu thì cái gì của cô ta con cũng thấy đẹp hết. Nhưng những chuyện mà con nói á thì rất là bình thường. Trời ơi, khi nghèo á thì ai cũng phải cố hết sức chứ, bằng mọi cách để khá lên. Đâu phải mình cô ta biết cố gắng đâu con. Mẹ, mẹ, con yêu Mận mà, con muốn cưới Mận. Mẹ ủng hộ con với mẹ. Mẹ không có nói nhiều, mẹ không có qua nhà cô ta đâu. Mẹ, một lần thôi đi, vì con trai của mẹ mà nhá. Thôi được rồi. Mẹ không muốn con nghĩ là mẹ cố chấp bắt con phải làm theo ý của mẹ. Bây giờ mẹ sẽ đi với con nè. Dạ. Nhưng mà con không có báo trước à nghe. Mẹ muốn mọi việc phải tự nhiên. Nhưng mà còn kết quả như thế nào thì mẹ không có nói trước à. Được rồi, mẹ muốn sao cũng được hết, miễn là mẹ chịu đi. Cảm ơn mẹ nha. Mẹ. Gì? Mẹ thay đồ đi. Đi, thay đồ đi liền mẹ. Ui. Đi, nhanh lên. Từ từ. Nhanh lên đi. Té mẹ bây giờ nè. Ê. Hả? Coi kìa. Cho em ly anh hai. Nè. Uống nữa không? Má. Ờ. Chiều nay ghe ông hai sẽ xuất bến về Bến Tre. Ghe đó vừa xuống hàng xong. Tiền để trong tủ, trong buồng lái phía bên trái. Ghe đó có 4 đàn ông và một phụ nữ. Trên đường về họ sẽ ghé ngang qua khúc cầu Bình Điền để lấy hàng về tỉnh. Bởi vậy mình phải làm trước, nếu không tiền bạc sẽ bị hao hụt đó má. Nếu mình làm sớm, ghe nó vẫn còn trong bến, không hay. Má muốn ghe ra tới địa phận khác sẽ tốt hơn. Không được đâu má ơi. Nếu mình chờ nó ra tới địa phận thì nó xài hết tiền cho việc lấy hàng rồi. Mình đâu còn bao nhiêu đâu. Dạ. Biết vậy, nhưng dạo này công an đường sông của thành phố bắt đầu để ý rồi đó. Mình phải bớt động một chút. Đúng ra mình phải im ắng một thời gian. Nhưng má hai cần điều trị sớm, nếu không có nguy cơ ngồi xe lăn suốt đời. Ông ngoại cũng cần tiền để điều trị cho khỏi. Để lâu không tốt đâu má. Má yên tâm đi. Không chỉ có mình canh me mấy chiếc tàu đâu. Bọn tài lanh cũng dòm ngó, nhưng mà tụi nó không rành về đường đi nước bước của mấy chiếc tàu như mình. Tụi nó đánh hú quạ trên bờ thôi. Năm ăn, năm thua. Cho nên bây giờ mình phải tìm cách đánh lạc hướng. Đừng cho tụi nó có cơ hội ăn trên bờ. Con vậy tàu ra địa phận mình mới có ăn được. Làm theo ý anh hai con đi. Tới đâu hay tới đó. Cẩn thận là được. Dạ. Má, anh hai ba. Làm gì ạ? Gì đó? Gì vậy? Má, qua đây con nói nghe. Gì vậy? Gì trời? Con mới lãnh đồ về sữa cho người ta. Bao nhiêu đây á hả? Là sữa gần 200.000 luôn á, đâu ít đâu. Dữ vậy á hả? Dạ. Má, nó làm gì quán má hai nó thiếu đồ dẻ. Trời đất ơi, trời cái đồ dẻ của quán má hai còn ghê hơn này nữa. Đồ mặt của người ta, nói bậy không. Má. Ai vậy? Ai vậy con? Mẹ Tuấn á má. Dạ, cô chào dì. Đây là mẹ của con. Chào dạ, chị. Cô chào bác. Dạ đây là má của con. Chào bác. Con đi làm nha má. Con đi làm nha má. Dạ, anh đi nha. Đó là thằng Hiếu với thằng Trọng, anh của con Mận. Dạ. Hai đứa nó siêng lắm, bây giờ ra bốc vác ngoài bến á. Tuấn, con có đi lượn nhà không vậy? Đâu có đâu, đúng rồi mà. Cà phê này uống được. Ê, anh hai. Anh. Mày làm sao đâu? Em xị đau quá. Anh về nào vậy anh hai? Tao mới về. Ủa sao không cho tụi em biết? Biết tôi làm cái gì? Dạ để tụi em nghênh đón anh hai trở về. Bây giờ biết cũng đâu không được. Dạ. Ủa mà anh đi đâu vậy? Hỏi lạ. Tao về nhà tao chứ đi đâu. Nhưng mà nhà anh bị tịch biên hồi đó rồi mà. Tao đâu có khùng đâu mà không biết. Tao về dòm qua một chút xíu không được sao? Dạ được. Em mời anh. Đi rồi. Ê, cái gì vậy? Xin lỗi. Bị gì vậy cha? Tao lỡ tay. Rồi, để tao bẻ cho mày. Bậy. Đau quá. Sao vậy? Trời ơi. Xin lỗi. Ổng về á, ổng thoáng qua nhà ổng. Chắc ổng đau lòng lắm ha. Ê, đau lòng gì đau lòng, của thiên cải địa. Giờ trả lại cho ta có gì đâu, đúng không? Ờ, mày nói hay quá. Ổng nghe được ổng cắt đầu mày cho coi. Trời, mày nghĩ ổng còn sức hả? Mình đến đi. Giờ lo đi mua đồ nhậu về tiếp đãi ổng đi. Gì vậy? Hết thời tiếp đãi ổng chị. Tao nói nghe, đại ca mày biết được là mày xác định luôn rồi nha. Ủa rồi đại ca biết ổng về chưa? Biết. Phế thải như ổng, ai nhìn mà ổng liếc nữa con mắt. Chứ đó mày tiếp đãi. Ừ. Đau quá, đau quá. Ừ. Ui. À, xin lỗi, đi vô. Trời đất ơi, ông ngoại. Ông ngoại làm gì vậy? Ông ngoại muốn tập đi á thì ông ngoại phải chờ con về chứ. Ông ngoại ngồi xuống đi. Ông ngoại đi một mình như vậy á, lỡ ông ngoại té sao? Con thì ông ngoại cũng phải ráng tập để nhúc nhích chân tay chứ. Chứ cái chuyện gì cũng ỷ vô con hoài sao được. Nhưng mà ông ngoại còn yếu lắm. Ông ngoại không có được đi ra ngoài một mình nghe chưa. Ông ngoại muốn tập, đặng ông ngoại tự đi ra ngoài cho nó thoáng. Vậy thì mai mốt á, ông ngoại chờ con về, con đưa ông ngoại đi dạo nha. Thôi, con vô thay đồ đi. Rồi ra ông ngoại hỏi con chuyện này. Dạ. Nhẹ nhẹ thôi nha. Ê, ê. Vẫn biết bây giờ là thời của tụi bay. Còn tao về giường rồi. Nhưng mà gặp nhau cũng phải chào một tiếng cho phải phép chứ. Dù sao tao cũng là bậc tiền bối kia mà. Sao bất lịch sự quá vậy hả? Giang hồ tứ chiến mà lịch sự con mẹ gì. Đó mày thấy chưa? Thấy gì? Ghế còn có để ngồi nữa. Ông ngoại tính hỏi con chuyện gì vậy? Lúc này con đi học bình thường hả? Dạ, con vẫn học bình thường mà. Có gì không ông ngoại? Có ai nói gì con không? Hay là con có gặp ai lạ không? Dạ không, con đâu có gặp ai lạ đâu. Bộ có chuyện gì hả ông ngoại? Thì ông ngoại hỏi vậy thôi. Nè, nếu mà có gặp ai hay là có chuyện gì lạ, nhớ nói cho ông ngoại biết liền nghe. Dạ. Mà sao ông ngoại lại hỏi con vậy? Tại ông ngoại tự nhiên thấy nó bất an vậy mà. Có gì đâu mà ông ngoại bất an. Chắc tại mấy bữa nay ông ngoại mất ngủ cho nên mới vậy á. Lúc này á, con thấy ông ngoại khó ngủ lắm à. Cứ nằm lăn qua lăn lại, rồi còn ho nữa. Con làm như con là thầy bói vậy. Con á, không phải là thầy bói. Con nằm ở trong phòng á, con nghe ông ngoại trở mình, rồi thở dài hoài à. Ông ngoại đang lo chuyện gì vậy? Ông ngoại nói cho con biết đi. Có gì đâu con. Ông ngoại già cả, hãy nghĩ lẩn thẩn vậy thôi. Phương à. Dạ. Đi học về là con phải về nhà với ông ngoại, đừng có đi đâu nghe. Dạ, thì đi học về là con về nhà liền mà. Mấy đứa bạn rủ đi Vũng Tàu đó, con cũng đâu có đi đâu. Vậy là ông ngoại yên tâm rồi. Đúng là ông ngoại đang lo lắng chuyện gì đây nè. Tại vì bây giờ ông ngoại thấy xe cộ rồi, giao thông nó tệ quá, tai nạn nó xảy ra hoài, cho nên là ông lo vậy thôi. Ông ngoại muốn con ở nhà hoài với ông ngoại, để ông ngoại nhìn hoài đúng không? Phải chia anh em và thằng Hiếu đừng có chết nhát. Là tụi mình khỏe. Tính huấn luyện cho tụi nó rành nghề, rồi ra sông lớn, ăn mấy tàu lớn cho đáng. Cuối cùng, vừa trả nợ xong, bỏ chạy tháo thân. Đúng là nhát như thổi đế. Hay bây giờ mình gài cho nó mắc nợ nữa, rồi nó làm cho mình anh. Tụi bay làm biến quá. Anh em tụi nó mà được huấn luyện đàng hoàng là hơn tụi bay mấy bậc đó. Thôi anh ơi, nó cũng chết nhát hơn tụi em mấy bậc đó. Thôi, đừng nói tào lao nữa, làm miếng đi, rồi đi làm. Tao ngồi đây đợi tụi bay. Dạ, vô. Tụi bay cẩn thận đó. Dạ. Gì kỳ vậy? Chắc chắn có thằng ăn hớt mình. Chắc có bằng nào chưa lén. Bài binh bố trận cho đã, rốt cuộc gì tới không? Gì vậy? Ta biết được đứa nào, ta sẽ đẹp liền đó. Thôi, đi về. Tức thì không ngồi chờ sẵn rồi kìa. Dạ chú Sáu. Tụi con mới tới chú Sáu ơi. Nè, bữa nay á tụi bay phải làm trễ một chút xíu nha. Dạ. Hàng nhiều quá trời mà bây giờ tụi bay mới tới à. Cà tịch cà tan, kiểu này Tết Congo mới xong á. Trời, ăn sáng xong ra đây liền nè. Lâu lâu trễ xíu làm ghê. Thôi được rồi, bây giờ tối nay hai anh em tôi làm cho tới tối luôn. Tụi bay làm như tao bóc lột sức lao động bay không bằng. Tao cũng cho nghỉ trưa, rồi cho ăn giữa buổi. Thôi, chuẩn bị lên hàng đi. Ừ, làm liền. Uống ly cà phê được không? Uống lẹ đi rồi làm nha. Cho 2 ly cà phê em ơi. Dạ. Cho cười tiền. Dạ cảm ơn. Mình về. Đầu tuần á, con đưa má hai đi tái khám đi. Nói với bác sĩ cứ chạy chữa cho má hai cách nào tốt nhất. Bây giờ mình đủ sức rồi. Còn ngoài thì sao hả má? Ông ngoại thì chờ lần tới đi tái khám, coi bác sĩ nói làm sao mình mới biết phải lo bao nhiêu. Nhưng mà không sao, dù gì mình cũng phải lo cho ông ngoại. Má, có chuyện gì hả? Hôm bữa mẹ của anh Tuấn nói chuyện với má làm sao rồi? Má coi mọi không ổn rồi á. Bà không có chấp nhận hoàn cảnh nhà mình. Anh Tuấn anh nói với con là mọi chuyện ổn hết mà. Ổn đâu, bà nói chuyện cũng lịch sự, không có gì quá đáng. Nhưng mà cái ý rõ ràng là bà không muốn cho thằng Tuấn cưới con. Con cũng đoán vậy. Bà nói thì nhẹ nhàng thôi, nhưng nghe tuổi lắm. Bà nói thằng Tuấn với con cách xa nhau quá về môi trường sống, về sự giáo dục, về nhận thức, rồi ôi đủ thứ hết á. Nói trắng ra đó là con của bà là được dạy dỗ đàng hoàng, còn con là ở tầng lớp thấp hèn. Thôi thôi, nhắm không được thì giãn ra đi con. Chứ để lậm vô rồi tình cảm sâu nặng khó dứt lắm. Để người ta nặng nhẹ mà mình không nói lại được thì đau lắm. Má nói vậy đó, con thấy làm sao cho phải thì thôi. Con biết rồi má. Tuấn à, bà mẹ không chê bai điều gì hết. Con nghĩ đi, gia đình mình có công ty riêng, con cũng đi làm công ty lớn. Mình không giàu có gì, nhưng gia đình mình có căn bản, có nền tảng. Còn con Mận, theo như con nói, nó không xấu, không hư. Nhưng còn với nó hả? Mẹ thấy không có được. Ý bà là sao? Bà không chê, sao lại không được? Người ta sống thì ai cũng phải có gia đình. Cũng như con mình nè, sinh ra và trưởng thành trong một gia đình nề nếp như thế này. Còn con Mận hả? Trời ơi, Là sao? Bà cứ nói nửa chừng, bà ngừng. Bực mình quá. Đây nè, bản thân nó thì nghe nói hồi trước bán thùng dừa ngoài bến. Còn má nó hả, bán cà phê cốc ở trong hẻm. Mà cái hẻm đó hả, trời ơi, có trải thảm hả, tôi cũng không dám quay lại nữa. Còn hai thằng anh của nó thì làm bốc vác. Tôi không nói bốc vác là thấp hèn, nhưng mà ông biết không, nhìn bộ dạng tụi nó, một thằng hả, cái đầu thì như là tổ quả, còn một thằng hả, cái đầu nó quăng như là sợi mì vậy á. Trời ơi, bữa hôm tụi đó ông biết sao không, nó đem về một đống đồ cũ, nhìn như một đống vải rách vậy đó. Vậy là sao Tuấn? Con quen với bạn gái kiểu gì kỳ vậy? Thành phần như vậy mà con cũng quen được là sao? Thành phần gì đâu ba. Gia đình của Mận là gia đình lao động nghèo vậy thôi. Người ta chỉ là dân lao động phổ thông, có gì đâu mà ba mẹ làm quá lên vậy. Có nghĩa là họ không được học hành đến nơi đến chốn. Thôi, con nên dừng lại đi. Nếu đúng như vậy, con và cô ta không có tương lai gì đâu. Ba, sao kỳ vậy ba? Con với Mận thương nhau thiệt tình mà. Tụi con lấy nhau sẽ tự sinh sống, không có ai dựa dẫm ăn bám như ba mẹ đâu. Nè, con đừng có nói là sau giờ làm việc con ra lề đường phụ với nó bán đống vải rách đó nha. Mẹ đừng có dùng từ khó nghe vậy. Cái gì mà vải rách? Cái đó là quần áo Mận nhận may sửa cho những người lao động giống như cổ thôi. Có gì xấu đâu mà vải rách này vải rách nọ. Ba mẹ không tranh cãi với con nữa. Ba nói một câu ngắn gọn chấm dứt. Tránh ra. Đó chỉ là ý kiến của ba mẹ thôi, con không có nghĩ vậy đâu. Con nói cho ba mẹ biết, con với Mận sẽ không bao giờ bỏ nhau đâu. Tuấn! Tuấn! Đừng đi theo những người đó nữa. Mận ơi, sống đàng hoàng, lương thiện nha ba. Mận ơi với con, đừng bỏ ba. Đừng trả thù. Mận ơi, ba không trả thù. Đừng bỏ ba nghe con. Con ơi đừng bỏ ba. Đừng trả thù. Hoa ơi, Hoa ơi, bà hứa với con mà Hoa. Bà xin lỗi con, vì ba không muốn tiếp tục làm cho bé Phương đau khổ, nên bà chưa bao giờ nói sự thật về con và chồng con. Cái tên đó mà đã bỏ mẹ con đi biệt xứ, cứ để cho bé Phương nghĩ rằng cha mẹ nó đã chết vì tai nạn. Như vậy nó sẽ đỡ đau buồn hơn. Ý trời ơi, sao vậy? Muốn đi đâu? Muốn vô nhà vệ sinh phải không? Rồi, đây, đỡ hai vô. Đi. Không phải hả? Rồi. Đây, ngồi đây. Rồi, ngồi đây. Vậy hai muốn gì? Sao? Em. Không. Tại vì quán trắng, rồi ngồi vậy thôi, chứ không muốn nghĩ gì hết. Mận hả? Con Mận qua nhà con Di may đồ. Thằng Hiếu thì đi làm ngoài bến rồi. Thằng Trọng đi rửa xe ở tiệm ông Tăng. Rồi hết rồi, đủ rồi, báo cáo đủ rồi đó. Giờ muốn gì nữa hả? Em. Rồi, hiểu rồi. Hứa. Có gì em nói cho hay liền. Đúng chưa? Vậy phải không? Nếu ông ngoại thích á, thì chiều nào con cũng đưa ông ngoại đi dạo vậy nè. Ông ngoại chịu không? Ông ngoại thích chứ. Nhưng mà con còn phải học hành. Rồi còn phải đi chơi với bạn bè nữa. Cứ ru rú ở nhà với ông ngoại vậy đâu có được con. Nhưng mà con không thích ra ngoài đâu ông ngoại ơi. Sao vậy? Con cũng không biết nữa. Con chỉ thấy vui mỗi khi gặp anh Trọng. Mà anh Trọng thì anh không có vui khi gặp con. Ngoại, anh ghét con phải không ngoại? Sao mà thằng Trọng nó ghét con được. Tại vì nó mặc cảm. Nó sợ bị so sánh với những người khác. Con nên hiểu cho nó. Ảnh cứ tránh mặt con hoài, làm sao ảnh hiểu được là con đang nghĩ gì? Nhưng mà đôi khi cái sự mặc cảm nó quá lớn thì nó sẽ giết chết tình cảm đó con. Con phải làm sao đây ông ngoại? Ông ngoại thì cũng không biết. Bây giờ con cứ mở lòng với những người khác coi sao. Ông thì ông thương thằng Trọng lắm, nhưng mà nó thì khó thay đổi được suy nghĩ của nó lắm con à. Hồi nhỏ con còn nhớ là anh nói ngày đám cưới con mặc áo cưới màu hồng, còn ảnh mặc áo cưới màu xanh. Ôi, cái chuyện con nít đó mà, con nhớ làm gì cho nó khổ. Chuyện gì vậy ông ngoại? Không có gì con, thôi mình về đi con. Sao vậy ông ngoại, còn sớm mà. Vì ông ngoại muốn về. Về con. Dạ, để con đưa ông ngoại về ha. Tới đây làm chi vậy? Ủa, bà quên là hôm nay mình phải đi coi show thời trang hả? Tôi quên mất tiêu chuyện này luôn rồi. Sinh viên khoa thiết kế thời trang, bà quên đi coi thời trang. Bà học hành chăm chỉ nhất lớp mà như vậy đó hả? Thôi ông nói nhiều quá. Tại tôi đang nấu cơm cho ông ngoại mà. Ông đợi chút xíu đi, tôi thay đồ rồi mình đi liền ha. Nhưng mà lẹ lẹ nha. Rồi mình ghé ở đâu đó ăn uống xong rồi mình đi coi. Đi. Ông đợi tôi chút nha. Thì cũng một hai thằng trên một hai tàu thôi. Còn đằng này cái chuyện này mình gặp nhiều lần rồi. Cứ canh me rình rập rồi lén lút lên tàu, rốt cuộc không được cắt nào hết. Chưa kể nha, bị phát giác, bị thọp cổ như chơi. Câm miệng. Việc làm ăn thì không thể không làm, nhưng mà bỏ công sức mà không được gì, tao tức lắm. Bây giờ về, khi có tàu tụi bay vẫn bày cũ mà làm, chấp nhận năm ăn năm thua luôn. Thời gian còn lại tụi bay rải ra ngoài bến nghe ngóng coi có gì khả nghi không. Tao chắc chắn là có một nhóm nào đó ăn cơm hớt. Cũng có thể là tụi nó không biết mình, mà cũng có thể là tụi nó muốn triêu ngươi với mình. Chưa có gì chắc chắn hết. Vấn đề là tụi bay phải biết cách tìm cho ra tụi nó là ai. Tìm ra rồi thì mới biết cách làm gì tụi nó. Tụi bay hiểu chưa? Dạ. Nè. Nè, uống Trọng nè. Cảm ơn chú. Còn Hiếu nè. Dạ. Nè, ba bay nè. Hai mày nè. Anh Sáu. Hả? Sao nay cho thêm tụi em vậy? Tao trả thêm cho tụi bay chút đỉnh á. Tại vì tao nghĩ á, chuyến hàng này tụi bay làm tới ngày mai mới xong. Nhưng mà giờ này á, cũng đã làm xong hết rồi. Tao cũng được nghỉ sớm một chút, coi như cho tụi bay uống cà phê vậy mà. Trời ơi, ông chủ nào cũng giống như anh. Tụi em mừng hết lớn luôn vậy đó. Nói chung là tụi em cũng tranh thủ làm cho lẹ, để mà về ăn cơm nướng với vợ con cho nó vui. Không biết tụi bay có nghe cái gì không? Dạo gần đây á, trên sông của mình á, thường hay bị mất trộm liên tục luôn. Vậy hả anh? Tao xuất bến từ đây về miền Tây á, trên đường về á là mất hết tiền. Tụi nó cứ canh những cái tàu xuất hàng có tiền không à. Thì dĩ nhiên rồi, tụi nó phải lên những cái tàu có tiền, chứ không lẽ lên mấy cái tàu xúc cát. Nhưng mà sao mà nó biết tàu nào có tiền mà nó lên ngay vậy? Trời ơi, cũng hên xui thôi anh ơi. Chứ giờ không lẽ tụi nó leo lên cái tàu trống không, cái rồi tụi nó la làng lên, đúng không? Đúng rồi. Vậy nữa nè, tao thấy hình như mấy cái tàu bị ăn trộm á, toàn nhắm mấy cái ông chủ bự không à. còn mấy cái ghe nhỏ thì không có bị. Thôi nói chung á, em nói anh á, ai có tiền á thì tự giữ lấy thân mình thôi. Còn tụi em nè, đi làm công kiếm lương hàng ngày đó, về nuôi vợ nuôi con vậy là được rồi. Ừ, giờ nè, bữa nay lãnh lương mà anh Sáu cũng cho thêm, tụi mình đi nhậu nha. Đúng rồi đó, đi nhậu đi. Đi. Lâu lâu có tiền đi nhậu vui với anh em. Đi anh ơi. Đi cho vui. Đi. Gì vậy bà? Ông nói chuyện gì với tụi nó vậy? Thì mấy vụ trộm cắp trên mấy tàu hàng đó. Ừ. Có điều á, tôi chưa nói với tụi nó. Mấy cái tàu bị ăn trộm toàn là mấy cái tàu mà chủ hàng gian lận trả tiền thiếu cho mấy tụi bóp giác không à. Vậy đó hả? Tôi không biết á, có dính dáng gì tới mấy đứa này không nữa. Nhiều khi tụi nó tức rồi ăn trộm cho bỏ ghét. Nhưng mà ông có nghi đứa nào không? Cũng khó mà nghi được đứa nào lắm. Tụi nó toàn là dân lao động chân chất, đứa nào cũng siêng năng hết đó. Thôi mình cứ trả tiền cho tụi nó sòng phẳng, hào sảng một chút cho tụi nó vui. Mà mình á thì cũng không bị ghét. Hèn chi mà ông rộng rãi với tụi nó ghê vậy đó. Cũng không có đáng là bao nhiêu, nhưng mà để cho tụi nó ghét á là mệt mình lắm đó. Sao bữa nay hai thằng nó về trễ vậy cả? Không biết có chuyện gì không? Mận à. Dạ. Ra ngoài coi thử coi hai đứa nó về chưa. Dạ. Rồi thôi khỏi, hai đứa nó về kìa. Ủa? Ê, coi chừng má hai. Coi chừng má hai đó. Dạ thưa má, con mới về. Má hai con mới về. Con mới về má hai ơi. Sao nay về trễ vậy con hả? Dạ má hai khỏe hả? Dạ. Nè, về trễ vậy? Dạ bữa nay em sợ bệnh ổng trả tiền dư. Hai anh em rủ nhau đi ăn tiệm. Gì? Trả tiền dư hả? Dạ. Tại vì tụi con xuống hàng sớm, thay vì sáng mai mới xong, nên ông trả thêm chút đỉnh. Mời. Tiền nè má. Tụi con hùng nhậu với tụi nó cũng không có nhiều đâu. Thì lâu lâu cũng phải đi cà phê cà pháo rồi ăn uống với tụi nó cho vui. Má có cấm đâu. Con đi vô tắm rửa rồi còn đi ngủ. Con về bển đi, trễ rồi gì nó trông á. Dạ thôi con cũng tranh thủ con về. Mấy bữa nay bỏ vợ con đi bán một mình tội nghiệp quá. Một mình hồi nào, còn em nữa làm chi? Thôi cô, tôi tính hai vợ chồng tôi tính cô vô đó làm gì. Thôi về đi để nó trông. Dạ. Trễ rồi đó. Con về bệnh nha má. Vậy cẩn thận nha nè. Tắm rửa nghỉ sớm đi cưng. Nữa. Gì? Anh ba, má hai nói gì kìa? Rồi con biết rồi. Thì cả nhà chừa cơm cho con ăn đúng không? Để nó mai ăn, đâu có ế đâu mà má hai lo. Nãy nó ăn rồi, nó ăn ở ngoài với mấy đứa kia rồi. Con đi vô tắm nha má. Rồi, bây giờ anh hai anh ba ảnh về hết rồi. Giờ má hai đi ngủ đi ha. Rồi, vô ngủ nha. Chạy. Ông chủ ơi, ăn trộm. Ăn trộm đâu? Ăn trộm ông chủ ơi. Cảm ơn ông nha, ông về đi. Có gì đâu mà bà cảm ơn. Tôi vô á. Nè, ông làm gì vậy? Nè, buông ra đi. Ông làm gì vậy hả? Ông biết rõ là tôi không có tình cảm riêng tư gì với ông hết á. Ông làm vậy sao ông nhìn mặt tôi hả? Tôi yêu bà thật lòng mà. Từ năm nhất tới giờ, bà thấy tôi có quen cô gái nào đâu. Kệ ông chứ. Mỗi lần mà ông tỏ tình công khai trước mặt bạn bè là tôi đã bực lắm rồi. Bà đâu cần phải nặng lời với tôi như vậy đâu. Tôi sẽ không ép buộc bà nữa. Khi nào bà cảm thấy muốn, bà hãy cho tôi biết. Nếu ông còn muốn tôi xem ông là bạn bè thì ông đừng có làm như vậy nữa. Được rồi, tôi hứa. Ông đi về đi. Tám ơi, cho ly cà phê đá ngọt đi. Rồi, đợi chút. Ủa, anh Đương, sao giờ này anh còn đây? Không phải tối qua anh về rồi hả? Đi gì được, chưa kịp rời bến là bị rồi. Bị gì anh? Bị cướp chứ bị gì. Bị cướp hả? Hên là hai thằng đó đạp nhầm thằng Thướm. Nó la lên, tụi nó nhảy xuống sông chuồn hết rồi. Rồi tàu của anh có mất gì không? Không có mất gì, chắc tụi nó mới vừa lên tàu thôi, chưa kịp lục lọi gì hết. Nhưng thằng Thứ bị trúng một dao, phải dừng tàu lại cho nó đi cấp cứu, để coi trưa nay nó có ổn không thì đưa nó xuống tàu rồi mới nhổ neo về. À Đường ơi, mấy thằng đó mặt nó có quen không? Ban đêm tối hù hả, có thấy mặt mũi nó đâu mà biết quen hay lạ. Nhưng tụi này có vẻ chuyên nghiệp lắm, cả đám tụi tôi ô lại vậy mà nó thoát cái một. Ông Bủ ông đi báo công an rồi. Cái bộ tình hình dạo này tụi nó lộng hành dữ à. Lúc ở miền Tây á, nghe chuyện này hoài hả. Nhưng mà tụi tôi ý nghĩ mình đâu phải tàu hàng lớn lao gì, chỉ là chở hàng, giao hàng mướn cho người ta. Ai dè cũng bị dính. À Đương, ông Bủ báo công an rồi họ trả lời sao? Ôi thì mấy ổng cũng nói là tiếp nhận thông tin rồi từ từ điều tra. Chờ mấy ổng bắt được tụi nó chắc tôi chống gậy rồi quá. Thôi tôi ghé mua ít đồ về cho bà xã cái đã. Đi nha. Má biết không, còn chỉ may sơ sơ thôi à, mà hả cắt may ngon lành luôn, may đẹp nữa. May được cái nào bán cái đó luôn đó má. Thì đó, có hai đứa phụ với nhau cũng tốt, phải coi lại lời lãi làm sao, coi có đủ chi không đó nha. Dạ con biết đâu má. Má con mới về. Em, cơm nước cho ba sao rồi mà qua đây? Em nấu cơm rồi. Em qua coi má có cần phụ gì không, em phụ má. Má, cơm con xong chưa? Xong rồi đây nè, má để sẵn nè, chút đem ra ngoài hai anh em ăn. À, anh sợ bữa nay em bận nên kêu má nấu giùm luôn. Chiều em có đi bán sớm không? Chiều đi giao đồ ngoài chợ, chắc cũng đi sớm. Má, chiều chắc con với thằng Trọng về trễ. Bữa nay có nhiều hàng tụi con làm thêm. Má, bác Sơ Bệnh có ông mới mắm cá linh bác cho, chút má ra lấy về giùm con nha. Chút má ra. Dạ, anh đi làm nha. Canh giờ về ăn cơm với ba đi. Bà có nói gì cũng không có cằn nhằn nghe chưa? Ba đi không làm mà anh lâu hoài. Anh đi à. Má, con cảm ơn má nha. Trời ơi, đừng có khách sáo như vậy. Bữa nào kẹt cứ qua đây ăn cơm với má, rồi đem phần về cho ba con ăn luôn. Ba con không có chịu vậy đâu má. Ổng khách sáo không có đúng chỗ. Hồi xưa làm thầy giáo tính tình khó khăn thì thôi không nói, bây giờ về hưu rồi, sống thoải mái một chút cho con cháu nó nhờ. Tiền bạc đó eo hẹp rồi còn khó chịu nữa, ai sống được với ổng. Mà thôi kệ ổng đi. Nội cái chuyện ổng chịu thua con với thằng Hiếu là ổng cũng ức chế lắm rồi. Má. Dạ, ngồi đi má. Ngồi đi má. Chuyện gì mà kêu má ra đây vậy? Tụi con tính nói chuyện này ra, nhưng mà sợ má hay biết, phiền lắm, nên mới hẹn má ra đây. Nói đi. Tối hôm qua có chuyện, không biết tụi nào định ăn hàng trên tàu Ba Hên, bị phát hiện. Tụi nó xài dao, một người trên tàu Ba Hên phải cấp cứu nên họ báo công an. Má, lần này tụi nó đánh động tới pháp luật rồi. Đám tài lanh chứ không ai. Ngu quá, làm vậy là động tới công an rồi. An Bình bất động nha, không làm gì hết. Đi về đi. Dạ. Dạ. Dặn tụi bay bao nhiêu lần rồi, đừng có gây chuyện lớn, cứ gom tiền rồi trốn đi. Mất tiền tụi nó còn nghi ngờ lẫn nhau. Bây giờ tụi bay gây đổ máu là có chuyện lớn rồi đó. Tụi nó đưa thằng đó đi cấp cứu, Xong rồi nó báo công an luôn. Nghe đầu á, bên công an nói là không có tổn thất gì đáng kể, tiền thì còn nguyên. Mà cái thằng bị đâm á thì không có gặp nguy hiểm, băng bó xong người ta cho nó về luôn, nên họ cũng không sốt sắng gì hết. Có mấy ông còn nói không chừng là tôi nói trên tàu gây lộn với nhau rồi đánh lộn với nhau nữa. Để coi tình hình ra sao rồi vài bữa nữa hãy tính. Hai thằng bay liễu hồn đó, có chuyện gì dám mà lãnh nha, dặn rồi mà không nghe. Lúc đó mà em không nhanh nữa là em bị bắt rồi. Mà em bị bắt á là nhớ mình coi như banh luôn. Mày nói gì? Anh đừng nóng, tại tụi em bị xui thôi. Tự nhiên đạp trúng thằng cha xỉn ngủ ngay dưới sàn tàu, nó truy hô, nó la lên rồi mới có chuyện. Trời ơi, nguyên cái tàu nó bu lại, hên là tụi em toàn mạng trở về đó. Tụi bay làm ăn dở như hạch vậy đó. Phải chi dưới chân anh em thằng Hiếu lại được thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Tại nó hên thôi. Hên cái con khỉ mốc. Tụi nó hơn hai đứa bay một bậc đó. Đừng bao giờ coi thường tụi nó. Vô tay tụi nó là ăn gọn rồi. Trời ơi, anh nói vậy là coi thường tụi em quá. Chẳng qua là... Thôi đi, đừng có nói nhiều nữa, dẹp vụ đó qua bên đi. Mấy bữa nay tụi bay có nghe thằng cha Phước Búa đi đâu không? Từ bữa tới giờ tao không thấy mặt mũi thằng chả đâu hết. Em thấy thằng chả còn ghim cái vụ mà thằng cha Hậu làm chứng rồi đẩy thằng chả vô tù. Thằng chả không có điên chuyện này đâu. Không đi yên thì làm gì? Lẽ ra cái tội giết con gái người ta là phải dựa cột, giữ được cái mạng là phúc rồi. Mày đặt thù quán. Nhưng thằng chả ngược ngạo lắm, anh biết mà. Hình như thằng chả đang tính cách trả thù ông già đó. Nhưng hơn 20 năm rồi ông không bước chân vào giang hồ nữa. Chắc chắn bây giờ em nghĩ ông sẽ ra. Phước Búa sao để ông yên được? Đại ca một thời mà anh. Nó không dễ gì để cho mình yên đâu. Nó sẽ gây sự với tao cho tụi bay coi. Mà tao đâu có ngán. Muốn chơi, tao chơi tới cùng luôn. Rồi xong, đỡ bà dậy đi. Bà Hai thấy đỡ hơn chưa bà Hai? Bà cố gắng chịu đau, chịu khó tập. Hôm nay tôi thấy bà đỡ rồi đó. Cái miệng đỡ cứng, bớt méo rồi. Cô cố gắng dẫn bà đi chăm cứu điều đặn nha. Dạ con nhớ rồi bác sĩ. Bác rồi, cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Tôi đi nha. Dạ. Giờ má Hai muốn ở lại hay đi về? Đi về. Rồi đi về. Nhanh lên đi con ơi, trễ rồi nè. Dạ. Mẹ đi không? Cái gì mà mẹ hối Tây hối Tàu vậy? Con chưa kịp bán dài nữa nè. Thôi mang vô đi. Mà con không hiểu nha, chỉ là cuộc gặp gỡ bạn bè của mẹ thôi, tự nhiên bắt con đi theo chi không biết. Mẹ con muốn khoe con trai đó mà. Mấy ông bà già thì hay có bệnh, ai cũng tưởng con mình là nhất hết đó. Khoe con thì tất nhiên rồi. Nè, nhưng chuyện này mới quan trọng nghe con. Bạn thân của mẹ có con gái, cô này cổ xinh dữ lắm, nghe nói cũng giỏi lắm đó con. Mẹ à, vì chuyện này mẹ bắt con đi đó hả? Thì chỉ gặp gỡ thôi mà. Còn tụi con có cảm tình với nhau hay không á, mẹ đâu có ép đâu. Nè, chỉ là tạo điều kiện cho con có nhiều chọn lựa thôi. Đi lẹ lên. À, con chọn rồi mà. Con đâu cần chọn nữa đâu. Cô gái mà con chọn á hả? Ba mẹ không bằng lòng đâu. Mẹ à, con lấy vợ cho con mà. Tuấn à, chính vì lấy vợ cho con nên ba mẹ mới lo. Cô gái có một gia cảnh như vậy, môi trường sống cổ như vậy, nguồn gốc thì không rõ ràng. Con lấy vợ chứ có phải xét tiện với trường an ninh đâu ba. Con bỏ cái chuyện cô gái đó đi nha. Ba mẹ không muốn nhắc tới đâu. Bây giờ nè, đi giữ tiệc với ba mẹ. Đi con. Đi con. Con đi đâu. Ba mẹ đi đi. Tuấn. Con không có nhu cầu gặp gỡ những cô gái khác đâu. Con xin lỗi ba mẹ. Tuấn. Tuấn. Bây giờ mình phải tính cách khác thôi ông ơi. Anh Trọng. Anh nói em rồi, em đừng tới đây nữa. Ông chủ là anh. Tại mấy bữa nay không thấy anh qua, ông ngoại nhắc anh á. Em nói với ông ngoại là vài bữa nữa anh qua. Vậy nha, về đi. Về đi. Em về đi. Về đi. nhỏ đó bộ mày hả? Không phải. Hình như đứa còn đi học hả mày? Cỡ mày mà quen được nhỏ đó là ngon lắm nha mày. Tụi bay giống chuyện cổ tích cô gái lò lem, nhưng đây là chàng trai lò lem. Ừ. Anh Trọng, em có mua cho anh ly cà phê nè, ở đây bán ngon lắm á. Bữa nào anh rảnh á, mình tới đó uống nha. Thôi, anh có cà phê rồi, cần gì mua uống ngoài, mất công lắm. Em về đi. Anh xin lỗi, nhưng em đừng đến đây nữa. Em về. Ê, về đi. Rửa xe nhanh lên, tôi cùng đi công chuyện nữa. Dạ, dạ. Về đi. Chạy xe cẩn thận đó. Hai coi cái áo này nè. Trời ơi, đẹp không? Công nhận nha, em khéo tay thiệt luôn á. Chị Hai, tối nay đem cái áo này ra ngoài bán luôn nha. Được á. Em mà may cái nào á là đem ra bán hết cái đó à. Vậy mai mốt á, em ở nhà may luôn đi nha, khỏi phải ra phụ bán với chị. Không được. Em á là em sợ chị Hai bán ở ngoài mình cực. Mà khách đặt mai á, không có em ở đó đâu được đâu. Mà quên nữa Mận. Dạ. Chị thấy anh Hiếu với em Trọng á hay đi làm đêm, em có biết làm cái gì không? Em cũng không biết nữa. Thì chắc là ảnh đi làm thuê, làm mướn, sửa nhà, sửa ống nước, sửa điện, sửa quạt này nọ thôi à. Mà sao tự nhiên hôm nay chị Hai hỏi vậy vậy? Tại chị thấy không yên tâm, thấy lo á. Mà với lại mỗi lần về á, Cam đưa tiền chị nhiều lắm. Chị không biết là chị sợ ảnh làm chuyện gì đó. Chị này, đưa thêm tiền mà còn không thích nữa thì có gì đâu. Thì chắc là ảnh làm việc cực nhọc quá thì người ta cho thêm tiền vậy thôi. Rồi nhiều người biết, rồi nhiều người mướn ảnh nhiều hơn. Có tiền mà cũng không vui nữa. Không phải đâu, nhưng mà chị thấy lo lắm. Ảnh đi á hả? Mỗi tối không có cái gì đâu, chị đừng lo. Thôi giờ chị ở nhà ha, em chạy ra ngoài chợ em mua thêm vài miếng vải nữa về may thêm mấy cái áo mới ha nha. Ê, hả? Coi đây nè. Gì anh Hai? Chiều nay ghe của anh trai Hai xuất bến, làm không? Má nói mình đang bệnh bất động mà. Chả mới lấy tiền hàng mấy trăm triệu luôn. Ê Trọng, hàng quá trời nên làm gì đi. Biết rồi cha nội ơi. Ngồi hoài đuôi chút xíu mà la lối em sùm trời đất rồi. Nè, không nói chuyện này nữa nha. ba kìa. Vô đi em. Em sao vậy? Sao đi dớ hôi vậy? Anh xin lỗi nha. Giặt rồi đó mà vẫn còn hôi à. Thôi, vô trong đi. Thưa bà. Mẹ ơi, con đưa mợ đi chơi nè mẹ. Dạ. Con xuống bếp nha ba. Dạ con chào bác. Mẹ, Tuấn lên nhà trên với ba đi. Để Mận ở đây với mẹ được rồi. Thôi, mẹ cần phụ gì con phụ luôn cho. Thôi, đi lên đi. Dạ. Đem phụ bác. Bác đang làm gì vậy bác? Hôm nay bác cháu mình sẽ đãi cha con họ món lạ ha, dịp cuối tuần. Dạ. Bác, bác có cái bếp đẹp quá à. Bác thích có cái bếp đẹp vậy đó con. Để cho mình vui thích mỗi khi mình nấu nướng đó con. Rồi, con làm món sushi đi. Bác vừa mới nói là món gì vậy bác? Sushi cá hồi. Bác mua đủ đồ hết rồi đó. Con tự làm đi. Giờ bác đi lấy bịch sữa ra rồi bác làm bánh lăng nha con. Con làm đi. Con nhà nghèo chắc là nấu ăn giỏi lắm hả con? Trời ơi, mấy cô tiểu thư bây giờ cái gì cũng ra tiệm hết. Muốn ăn một bữa cơm nhà là chuyện không tưởng đó con. Giờ này là cái gì vậy bác? Là rong biển. Bác nấu sẵn cơm rồi đó con. Con cuốn sushi đi. Nè, cá hồi nè, con làm đi. Giờ nhưng mà món này làm sao vậy bác? Cắt lá cá hồi, rồi rong biển đó. Cuốn sushi đi. Đâu làm cho bác coi coi. Dạ. Bác ơi, con làm vậy được chưa bác? Trời đất ơi. Dạ. Cô làm cái gì vậy? Cô cắt như vậy rồi làm sao mà cuốn? Dạ. Dạ thì bác nói là cắt lát nhỏ ra. Không lẽ má cô không dạy dỗ cô mấy chuyện này à? Hả? Không lẽ cô chỉ chạy rong ngoài bếp thôi sao? Tới bữa thì đụng cái gì ăn cái nấy, không biết được cái bếp là cái gì hết hả? Có chuyện gì vậy mẹ? Cô nhìn đi, rong biển đi cuốn sushi mà con coi cô ta cắt như là cho heo ăn gì đó. Hả? Bây giờ làm sao mà cuốn? Đi làm thì không biết, vô bếp cũng không biết. Nè, cô chỉ biết dụ dỗ con trai nhà giàu thôi hả? Mẹ à, mẹ nói gì kỳ cục vậy? Mợ. Mẹ. Vậy thì mợ con về. Ba, để con đưa mợ về cái gì ba. Mợ à. Lại gây chuyện nữa rồi. Mợ à. Mợ. Anh bỏ em ra đi. Từ này về sau á, anh đừng có bao giờ đưa em về gặp ba mẹ của anh nữa. Muốn nói em cái gì cũng được hết đó, nhưng mà đừng đụng đến má em. Mợ à. Mợ. Để đưa em về. Thôi được rồi con. Bác sĩ nói chữa trị phải lâu dài mà còn phải kiên nhẫn nữa ông ngoại. Ông ngoại không có sao đâu mà. Nhưng mà ông ngoại biết. Thôi kệ đi con. Hễ có tiền thì mình chữa trị, còn không có tiền thì thôi. Ai mà già cả mà không phải chết đâu con. Con cứ lo mà chữa trị cho ông ngoại riết đó nghe. Không còn đồng nào mà làm vốn cho con thì khổ lắm đó. Ông ngoại đừng có nói như vậy mà. Ông ngoại phải khỏe thì con mới thấy vui. Rồi mai mốt con sẽ kiếm việc làm thêm, ông ngoại đừng lo nha. Con thì mới có 20 mấy tuổi đầu, nào giờ đi học không thôi, biết gì mà đòi kiếm tiền. Con tưởng bệnh của ông ngoại là cảm cúm thôi hay sao? Người ta gọi bệnh của ông ngoại là bệnh nhà giàu đó nghe con. thì để con nghĩ cách mà ra coi ai đập cửa vậy con. Dạ. Ông ngoại, Lai là người đó hả con? Dạ. Họ đi rồi phải không? Dạ. Ông ngoại. Con không hiểu tại sao, nhưng mà mỗi lần nhận tiền về nè, con lại nghĩ tới anh Trọng, tới gia đình của dì Lượm. Ông ngoại, con gái mà đa sầu đa cảm như con á thì khổ lắm nghe chưa. Em giặt vớ cho anh rồi nè. Dạ em chỉ uống gì ạ? Em muốn gì kêu đi. Em muốn gì cũng được hết. Em cho anh ly nước cam với ly cà phê. Dạ. Em về em xả mấy lần nước mới được vậy á. Để coi. Thơm rồi đó. Nè, vớ này em giặt cho anh đó hả? Anh không nỡ xài luôn. Cảm ơn em nha. Em nè, anh cũng có quà cho em đây. Mời. Quà cho em nè. Anh mua cho em hả? Ừ. Nè, anh bỏ sim vô luôn rồi đó. Lúc này á em không bán nhiều ngoài bến, em cũng không có ở nhà. Mỗi lần mà tìm em khó thiệt á. Em mày đổ bên chị hai chứ ở đâu. Thì anh cũng nghe dì nói như vậy. Nhưng mà nghe nói ông thầy ba của chị Di á khó lắm. Anh qua đó kiếm em á thì lại sợ bi la. Nên thôi em cứ cầm cái điện thoại này đi, có gì á anh gọi cho dễ.